Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Để với video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nha. Để tô màu cho cô gái này thì mình sẽ tô màu tóc trước nha. Sau khi tô màu tóc thì mình sẽ tô màu sừng. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu áo nha. Theo là tô màu đôi giày. Tiếp theo mình sẽ dùng màu vàng. Mình sẽ tô màu mắt của cô gái này nha. Và đến đây là mình đã tô màu xong cho bức tranh này rồi nha.